Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Sutoki. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong khoảng thời gian vừa qua thì mình đã làm được một cái hàng rào ở xung quanh ngôi làng của mình này, xây được một vài ngôi nhà bên trong, nhưng mà vẫn chưa có cái để làm nổi bật cũng như là trang trí cho ngôi làng của mình ấy. Cho nên trong ngày hôm nay chắc mình sẽ làm một cái nút play của YouTube đi. Đó, mình sẽ đặt tại vị trí này này, vừa để trang trí cho ngôi làng của mình, vừa để đánh dấu một vài cột mốc ở trong series của mình và các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong ấy để chuẩn bị vật liệu xây dựng thôi. Và vật liệu xây dựng lần này thì mình sẽ sử dụng những cái khối bê tông nha các bạn, tại vì trước giờ thì mình chỉ sử dụng toàn là đất sét thôi, nhưng chưa có sử dụng cái khối bê tông này lần nào hết trơn ấy. Và theo như mình biết thì cái khối này thì nó chế tạo cũng dễ thôi, chúng ta chỉ cần cát này, sỏi cũng như là một ít cái bột nhựa mà mình thích. Ở đây mình sẽ sử dụng bột nhựa màu đỏ nha. Ở đây mình có một ít cái bột nhựa màu đỏ nè, và mình sẽ cho vào bàn chế tạo. Mỗi lần chế tạo như vậy thì chúng ta sẽ được tới 8 cái khối bê tông lận. Chế tạo rất là rẻ luôn nha. Đây mình sẽ đổi ra nguyên một sắt luôn. Ngoài cái bê tông đỏ thì mình cần một ít cái bê tông màu trắng nữa, để mình lấy thêm ít cái cát này, một ít sỏi nè, và một ít cái bột nhuộm màu trắng nữa. Ở đây mình sẽ đổi bột xương ra cái bột nhuộm luôn nha, tại vì phiên bản mới này nó đã thay đổi một ít cái công thức ấy các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ làm cái bê tông màu trắng nè, mình sẽ làm khoảng 40 mấy cái đi, 40 cái nè. Và bê tông đỏ chắc mình phải làm thêm á. Đây mình sẽ làm thật là nhiều bê tông đỏ đi. Nó làm cái nút play của YouTube thì tốn khá là nhiều cái bê tông đỏ luôn các bạn ơi. Và hiện tại thì nó chưa có thành cái khối cứng được đâu. Nếu mình thả như vậy ấy, thì nó sẽ rơi xuống như là cát vậy đó các bạn ơi. Thành ra bây giờ chúng ta cần phải nhúng nước vào nữa. Các bạn có thể đặt gần nước như vậy nè. Nó đã trở thành cái khối bê tông cứng rồi. Chắc bây giờ mình sẽ ngồi farm thêm nha, hay là làm trước cái khung ta. Ok, chắc bây giờ mình sẽ ngồi farm ít cái bê tông này trước đi các bạn ơi. Rồi sau khi mình cảm thấy đủ cái số lượng xây rồi, mình sẽ bắt đầu công việc xây dựng nha. Hẹn rồi các bạn khi mình farm xong cái số bê tông này nha. Ok, mình đã farm xong cái số bê tông đỏ rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu xây nha. Nhưng mà mình sẽ cách cái hàng rào này ra một vài ô để sau này mình còn trang trí ở phía dưới cái nút play nha các bạn. Mình sẽ xây khoảng tầm này đi. Đó, mình sẽ đặt trước một ô nè, rồi sau đó mình sẽ đặt cái khối bê tông lên, tại vì mình muốn đặt cái nút play ấy ở trên mặt đất một xíu ấy các bạn ơi. Sau đó mình sẽ kéo ra hai bên như thế này nha, khoảng hai ô nha các bạn, tại vì nút play một block thì nhìn nó hơi mỏng ấy. Thành ra mình sẽ làm hai block để nhìn cho nó hơi dày dày một xíu nha. Rồi sau đó mình sẽ kéo qua bên phải là khoảng 14 ô á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 ô. Sau đó mình sẽ đặt tạm một ô ở đây đi, rồi sau đó mình sẽ cho phần viền bên ngoài thêm một ô nữa, tổng cộng là 16 ô nha các bạn. Đây 16 ô đó. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu kéo dài lên trên thôi, từ cái ô dưới cùng này mình sẽ kéo dài lên trên là khoảng 13 ô nhá. 1, 2, 3, 4, 5 ở đây nữa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và vô đây một ô và 13. Đó, vậy là chúng ta đã được một bên rồi. Công việc còn lại của mình ấy là mình sẽ làm tương tự ở mặt bên kia nha. Giờ mình sẽ up nốt cái phần khung bên ngoài trước nha, rồi chúng ta sẽ ngủ một cái, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng nha các bạn. Sau một lúc thì mình đã làm xong phần ngoài của nút play YouTube rồi, mình đã ốp mặt trước và mặt sau luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái phần chính giữa của nút play nha. Mình sẽ đếm từ ô bên ngoài nè, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ô. Ngay ô thứ 7 thì mình sẽ đặt một cái khối bê tông màu trắng nha, và cách cái ô cuối cùng ấy là 3 ô nha các bạn. 1, 2, 3, đặt một cái cục bê tông màu trắng nè. Rồi từ cái ô đó thì mình sẽ kéo lên trên là 7 ô nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ trèo lên cái khối bê tông màu trắng trước. Và 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Và cái thứ tự này nó sẽ giảm dần nha. 7 đúng không? Cái này là 5 này. Đập ra 5 này. Cái này là 3 này. Và cái này là 1 này. Đó. Giờ mình sẽ up lên nha. Đây. Đó. Vậy là chúng ta đã xong phần nút play rồi. Giờ mình sẽ đập ra một cái để coi có ổn chưa nha. Đó, vậy là xong rồi. Và ở mặt sau ấy thì mình sẽ làm ngược lại một xíu nha các bạn, tại vì mình muốn cái nút play này có mặt trước và mặt sau luôn, để mình nhìn từ hai hướng đều thấy được cái nút play nha. Rồi giờ mình sẽ ăn như một cái nè, và mình sẽ đếm coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cách ô dưới cùng là 3 ô nha. 1, 2, 3, đặt một cục bê tông màu trắng nè. Cái này mình sẽ sử dụng cái dàn giáo đi, chứ dùng mấy cái khối bê tông để trèo lên thì một hồi không đủ nữa. Rồi 7 nè, 5 này, 3 nè và 1. Đó, giờ chỉ việc kéo lên thôi các bạn ơi.
Đó, đây, đây và đây. Đấy, vậy là xong rồi. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ đập mấy cái dàn giáo này ra nha. Cũng như là mình sẽ dọn cái chỗ chặt cây này của mình cái đã. Tại vì mình muốn trang trí ở bên đây một xíu các bạn ơi. Chứ để bên đây nó còn trống khá là nhiều nè. Rồi, ok, giờ mình sẽ dọn cái khu chặt cây này ra một xíu nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trang trí ở xung quanh cái nút play nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một ít cái vật liệu để mình trang trí cái nút play nha. Rồi giờ mình sẽ lấy một ít cái hàng rào gỗ sồi nè, một ít cái cầu thang của Mương Sam, một ít cái tường đá đi. Đó, tường đá đâu ta? Ồ đây, tường đá đây. Ngoài ra mình sẽ lấy thêm ít chỉ nữa các bạn ơi, tại vì mình muốn làm mấy cái dù ấy. Chỉ đâu? À đây, mình có một ít chỉ nè. Và một ít cái len nữa. Len thì mình sử dụng len màu hồng đi. Đó, len màu vàng đi và len màu đỏ nữa cũng như là len màu trắng nha. Mình sẽ đổi mấy cái này ra mấy cái tấm thảm nha các bạn. Nè, thảm vàng nè, thảm hồng, thảm đỏ cũng như là thảm màu trắng. Có màu đen nhưng mà chắc mình không dùng đâu. Rồi tầm này là đủ rồi. À mà quên nữa, mình cần phải lấy mấy cái cầu thang đá andesite. Đây, cầu thang đá andesite được đánh bóng nè. Mình sẽ lấy một ít để mình viền ở xung quanh cái phần đế của cái nút play nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ ra bên kia và bắt đầu xây luôn thôi. Mình sẽ viền ở xung quanh cái nút play trước nha. Đây, mình sẽ viền như thế này. Đó, bao quanh luôn. Và để cho nó sáng hết thì mình sẽ cắm một ít đuốc ở bên trong nha. Thì bên trong này mình ốp lại hết trơn các bạn ơi. Thành ra cần phải có một cây đuốc để có ánh sáng ở bên trong ấy. Tới đây mình sẽ cắm thêm một cây nữa. Đó, và ở cuối đường thì mình sẽ cắm thêm một cây nữa như thế này. Đó, đảm bảo bên trong có ánh sáng nha. Tại vì nếu có ô trống nhưng mà không có ánh sáng ấy thì mình sợ nó spawn mấy con dơi ấy, nó kêu thì sẽ làm phiền mình các bạn ơi. Đó, vậy là chúng ta đã trang trí xong ở phần đế rồi. Tiếp theo mình sẽ làm ở bên đây một ít cái kiểu như cái bàn vậy đó các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ đặt trước một ít cái cầu thang của Văn Sam đi. Mình sẽ đặt ở đây là mấy cái ta. Ở đây mình sẽ đặt 1, 2. Ở đây một cái nè, ở đây một hai. Đó, và ở đây là một cái bàn này, mình sẽ đặt cái bàn là những cái dàn giáo nha các bạn. Đây, dàn giáo mình sẽ đặt ở đây và một cái dù là làm bằng một cái tường đá cuội này. Ở phía trên sẽ gắn một ít cái hàng rào gỗ sồi nhá. 1 2. Không biết hàng rào lên 3 ô hay là 2 ô nha. Rồi để tạm thời mình lên 3 ô đi. 3 ô. Đó, mình sẽ đập cái này ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ trèo lên một xíu nữa để mình có thể gắn những cái chỉ ở xung quanh đó các bạn ơi, cũng như là đặt vào đấy là những cái tấm thảm ấy. Đây, chỉ thì nó hơi nhỏ thành ra hơi rất là khó để đặt luôn. Đặt ở đây một cái, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua bên đây và cuối cùng là nối ở bên đây. Đó, giờ mình sẽ trèo lên trên để đặt cái tấm thảm nha. Đây, đặt tấm thảm ở trên như thế này nè. Đó, gì mới đúng nè các bạn ơi. Ở đây tương tự nè, tương tự nè, tương tự và búp. Đó, vậy là chúng ta đã được một cái dù rồi. Wow, bé bé xinh xinh các bạn ơi. Đó, như vậy mình sẽ làm cái dù có kích thước là 3x3 nhá. Không có làm cái dù quá to đâu. Nếu quá to thì nó sẽ chạm vào cái nút play này. Vì thì nó sẽ hơi kỳ ấy các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ làm thêm một cái ở bên đây nữa. Cái này mình sẽ đổi hình dáng một xíu đi nha. Cái này mình sẽ ngang là 3 đi. Đó, đập cái này ra nè. Và chiều dọc là một cái thôi. À, cộng hai cái đi. Đấy, rồi giờ thì làm thêm một cái bàn ở đây và gắn thêm một cái dù. Dù thì giờ mình sẽ đổi vị trí một xíu nha. Mình không nên lặp lại cái giống bên kia các bạn ơi. Vậy thì nó sẽ kiểu như là hơi bị trùng lặp ấy. Đó, rồi giờ mình sẽ trèo lên nè. Và mình sẽ đặt thêm một cái cầu thang nữa. Và sau đó gắn chỉ vào thôi, gắn chỉ vào xung quanh đấy các bạn. Tại vì trong Minecraft ấy, khi mà chúng ta gắn chỉ thì chúng ta mới có thể đặt được những cái tấm thảm nha. Đó, nếu không thì không thể nào đặt được đâu các bạn ơi. Đây, đây, đây. Đó, rồi giờ mình sẽ trèo lên và cái dù này chắc mình sẽ sử dụng màu đỏ với màu vàng đi. Nó hai màu này kết hợp cũng khá là đẹp nè, màu vàng này, đỏ vàng, vàng vàng và màu đỏ. Đó, vậy là xong rồi. Cái dù này có vẻ nổi hơn dù bên kia luôn. Rồi mình sẽ đập mấy cái dàn giáo thừa ra nè, đặt lại cái bàn mới được. Đặt cái bàn ở đây. Đó, và thêm một cái nữa đi nhờ. Ở đây chắc mình nghĩ ba cái là sẽ thích hợp hơn á. Giờ một cái này là ghế ba, ghế đôi. Cái này thì chắc là ghế ghế đôi đi. Đó, còn cái này là ghế đơn. Đó, cái này là cái bàn nhỏ nhất đi. Ít ít ghế nhất các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đặt cái bàn ở đâu ta? Cái bàn giờ mình sẽ đặt cái bàn ở đây đi. Đó, cái này chắc mình khỏi cần dù luôn nha. Hai cái này có dù, cái này để đặc biệt hơn chắc mình sẽ khỏi để dù nha. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong ấy để mình lấy một ít cái chậu hoa nha. Mình sẽ gắn hoa hoặc là xương rồng này hoặc là tre vào nha các bạn để trang trí thôi. Chứ cái bàn mà không có gắn gì lên trên thì nhìn nó đơn sơ lắm.
À, để coi nào, đây mình có một ít cái chậu hoa nè, 1, 2, 3. Mình sẽ lấy một ít cái xương rồng này, tre này và một cái bông hoa gì đó đi. Ở đây mình sẽ sử dụng bông hoa màu vàng đi, đó, màu vàng cũng khá là đẹp nè. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài và đặt cái chậu hoa vào nha các bạn. Và mình sẽ làm thêm cái gì nữa ta. Thì lúc đầu mình định là đặt ở bên trong là cái đèn redstone đấy các bạn ơi. Đó, rồi mình sẽ làm một cái đường điện để mình có thể bật tắt cái nút play ấy. Nhưng mà mình không có biết rành về redstone nên ra chắc mình cũng không có dám làm như vậy đâu. Đó, đặt tre vào nè, đặt cái này là đặt hoa vào, và cái này là đặt một cái xương rồng vào các bạn ơi. Ủa chậu hoa đâu? Đây, chậu hoa đây. Búp búp u búp. Rồi, vậy là xong rồi nhá. Rồi, đập ra nè. Wow, cái này cũng như là một cái quán nước mini các bạn ơi, quán nước ngoài trời ấy. Vậy là xong rồi. Về và phía trước này ấy, thì sau này mình sẽ gắn thêm một vài thứ để trang trí nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ cắt đồ nha các bạn, rồi chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo nha. Hiện tại thì mình chỉ mới sở hữu được hai cái cánh cứng thôi, một cái cánh cứng sắp bị hỏng này và một cái cánh cứng còn full đôi bền, cho nên trong ngày hôm nay chắc mình sẽ tìm thêm một cái cánh cứng nữa để chúng ta sử dụng trong thời gian sắp tới nha. Và ngoài ra mình cũng có thể có cơ hội nhận được những cái món dụng cụ này có cái dòng sửa chữa rất là tốt luôn ấy các bạn ơi. Nhưng mà trước khi đi thì mình sẽ chuẩn bị một vài cái lọ thuốc nha. Bây giờ mình sẽ cho những cái chai nước này vào trong dàn pha thuốc trước đi, sau đó mình sẽ cho một cái búa nether vào nè. Và lọ thuốc lần này ấy, thì mình sẽ sử dụng cái màn da phantom nha. Những cái con quái vật mà xuất hiện sau khi chúng ta thức khoảng 3 đêm ấy các bạn ơi. Và cái da này có công dụng sửa chữa cái cánh này đó. Nhưng mà mình muốn tìm thêm một cái cánh nữa để chúng ta có thể sử dụng lâu dài hơn ấy. Và ngoài ra nó còn có thể chế tạo được một lọ thuốc rơi chậm. Đấy, khi mà chúng ta uống vào thì chúng ta sẽ rơi từ từ giống như con gà vậy. Không sợ gớp một cái bẹp cái là ngõm đâu. Cái lọ thuốc này rất là tốt luôn cho chúng ta đi khám phá dưới điền ấy. Rồi giờ mình sẽ cho thêm ít cái bột bị lửa để tăng cái này là thanh nhiên liệu đúng không nhờ. Đó, mình sẽ tăng thêm cái thanh nhiên liệu cho cái dàn pha thuốc này nha. Và cái lọ thuốc rơi chậm này thì nó có cái thời gian rất là ngắn luôn, chỉ có 1 phút 30 giây thôi, cho nên các bạn nên cho redstone vào ấy để tăng cái thời gian của nó lên nha. Rồi giờ thì mình sẽ đợi cho nó nấu đi. Và ngoài ra thì mình sẽ làm thêm một vài cái lọ thuốc chạy nhanh nữa, tại vì ở dưới thì mình cần khá là nhiều tốc độ các bạn ơi, để mình có thể chạy thoát khỏi những cái phát bắn của bọn Sugar ấy. Rồi giờ mình sẽ cho một cái này là cái búa nether vào nè, để chúng ta có thể làm thêm một mẻ thuốc nữa nha. Rồi, và cái mẻ thuốc rơi chậm của chúng ta đã xong rồi nè, nó được 4 phút nha các bạn. Và mình cũng đã chuẩn bị sẵn 3 cái lọ thuốc rơi chậm rồi, tổng cộng là mình được tới 6 lọ ấy. Như vậy thì mới đủ cho chuyến đi lần này. Rồi, và mình cũng có thêm 3 lọ thuốc nhanh nhẹn này, để coi mình còn thuốc thở dưới nước, thuốc hồi máu tức thì. Lọ thuốc này cũng khá là hay nè, nhưng mà mình không có chế tạo thành thuốc ném được các bạn ơi, tại vì nó là hồi máu tức thì 2 rồi ấy. Rồi, giờ thì cho redstone vào thôi. Như vậy thì chúng ta đã có được hai mẻ thuốc tốc độ này, hai mẻ thuốc rơi chậm này và ba lọ thuốc hồi máu tức thì 2 rồi. Ngoài ra mình sẽ đem theo cái gì ta, cái rương này để coi. Rương này thì mình cũng có vài lọ thuốc nữa. Không biết ở dưới mình cần đem theo gì nữa không ta. À đúng rồi, mình cần phải đem theo những cái ngọc Ender này. Và mình sẽ mặc cái cánh này để mình có thể bay tới cái NCT nhanh hơn nhá. Và mình cần chế tạo thêm ít cái thuốc súng nữa. À không, cái pháo hoa chứ. Đây mình sẽ chế tạo ít cái pháo hoa với công thức như vậy nha. Mình được thêm 44 cái nữa nè. Tha hồ mà bay luôn các bạn ơi. Táo vàng chắc mình không cần đâu. Tầm này chắc cũng khá là đủ rồi đó. Giờ mình sẽ lấy cái mẻ thuốc nhanh nhẹn này ra nè, cho vào cái rương này. Rồi ok, bây giờ chắc chúng ta sẽ cùng nhau lên đường nha các bạn. Rồi, không biết giờ ban ngày ban đêm nữa, để mình coi. Giờ chắc ban ngày rồi. Và ok, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình qua cái stronghold nha. Ok các bạn ơi, mình đã di chuyển tới Stronghold rồi, giờ mình sẽ đi xuống cổng kết thúc nha. Mình sẽ chuẩn bị một cái pháo hoa nè, mặc canh cứng vào luôn, để có gì lỡ mình rơi xuống mình còn bay lên được các bạn ơi. Rồi, đi xuống. Cẩn thận, không được nhìn mấy anh Enderman nha. Nhìn mấy ảnh là thế nào cũng bị quánh cho coi. Giờ mình sẽ trèo lên cái cột nước này đi, để đi lên trên các bạn ơi. Và phía trên có một cánh cổng để dẫn tới khu vực mà có những cái NCT ấy. Rồi, và trên đây có rất là nhiều mấy anh Enderman luôn. Mình phải đi cúi đầu như vậy nè, để tránh trường hợp mấy ảnh nhìn mình ấy, của mấy ảnh đánh mình nữa. Vậy thì khổ lắm, mình không có mặc cái giáp kim cương vô ấy, thành ra nó rất là yếu luôn. Kèo chừng 3 cái là mình ngỡ mất tiêu. Rồi, giờ mình sẽ lại gần cái cánh cổng đó. Mình sẽ phóng một cái ngọc Ender để chúng ta có thể di chuyển nha.
Rồi đi thôi đi thôi. Trèo lên một cái nè. Để coi coi. Đi lên đi lên. Đó. Và bây giờ mình có trang bị theo cánh cứng rồi, thành ra cũng không sợ rơi xuống cái Devoid đâu. Phóng qua một cái. Đó. Tới nơi rồi. Rồi, và cái NCT lần này ấy, nó ở tọa độ chính là 1400 và 2240 nha các bạn. Nó khá là xa cái chỗ của mình á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xác định cái vị trí của cái NCT này trước cái đã. Ok, giờ mình sẽ đi thẳng hướng bên đây nha, để chúng ta có thể đi tới cái NCT nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đi tới NCT nha. Ok các bạn ơi, và đây là một trong những cái NCT mà mình đã khám phá rồi. Tại vì những cái NCT gần khu vực mình đang ở ấy là mình đã khám phá hết rồi, cho nên mình phải đi tìm những cái khu vực xa hơn ấy. Ok, giờ chúng ta sẽ đi tiếp nha. Ok cảm ơn, mình đã đi tới một cái NCT nữa rồi. Để mình coi coi cái này mình khám phá chưa cái đã. Rồi, trèo lên cái con thuyền này trước nha. Thông thường thì mình sẽ khám phá. À, cái này mình chưa nè. Ồ, được 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 được. Ui ui. Ui. Xém xém rồi, xém rớt rồi. Ui da. Ui, mình mới đụng vô cái đầu con rồng á. À, giờ mình sẽ tìm cách mình bay vô trong cái đã. Ui khó vậy ta. Vòng lại. Đó. Ui, cẩn thận nha. Rồi, tại vì bây giờ mình chưa có lấy thuốc ra các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mặc cái áo giáp này vô nha. Đó, ăn vô một cái nào. Ui, trong đây có một con. Ui. Con này mở ra thì mình đánh nó mới nhận sát thương hay sao các bạn ơi. Đừng 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 đừng. Đó, mình được thêm một cái vỏ su cơ kìa. Yeah, và đây chính là cái mục tiêu của mình. Lấy cái cánh nè, lấy cái gậy nè, rồi lấy cái item frame luôn và coi. Ten ten. Wow, hai cái bộ giáp, hai cái món đồ kim cương nè. Ten ten. Bảo vệ 4 và chầm bóng 3. Wow, khá tốt khá tốt. Cái quần là bảo vệ khỏi lửa 4 này và bảo vệ con vật được bắn 4 luôn. Và cái này là bảo vệ 3 thôi. À, còn cái này thì sao? Ten ten. Không có đồ xịn gì trơn, có được cái giáp không mà. Mà thôi kệ đi. Giờ mình sẽ dùng cái rìu nè, lấy hai cái rương này luôn nhá. Và đằng đây nó còn một cái dàn pha thuốc cũng như là hai cái lọ thuốc hồi máu hay sao các bạn ơi. Mình sẽ lấy nốt luôn. Rồi sau đó mình sẽ cho hết mấy cái thứ này ấy vào bên trong. À, và hình như mình cũng có thể chế tạo một cái rương su cơ mới này. À, mình sẽ farm thêm một con nữa đi. À, đâu ta? Đây. À, su cơ này mở ra không? Đừng, cẩn thận. Từ từ các bạn ơi, không cần phải gấp đâu. Nhặt liền. Rồi giờ mình sẽ vào bên trong ấy để chế tạo liền một cái rương su cơ mới luôn nha. Để coi nào. Ủa, mình chưa chế tạo được à? À, cái này cần bằng rắp xin các bạn ơi. Đây, một cái rương su cơ nè. Mình sẽ cho những cái món đồ ở dưới đây vào trong cái rương này nha. Cẳng cứng nè, gậy, item frame, mấy bộ giáp. Đó, yên cưỡi nè, ngọc ender thì chắc mình sẽ chừa lại nha các bạn. Và những lọ thuốc thì mình sẽ cho vào cái rương này. À, mình sẽ chuẩn bị sẵn những cái lọ thuốc rơi chậm cũng như là thuốc nhanh nhẹn luôn nha. Rồi, và một cây cung nữa. Tầm này là ổn rồi đó. Giờ mình sẽ cắt đồ bớt đi rồi chúng ta đi tiếp nha. Đập cái rương này ra coi. Ui, à, có một con sucker ở đâu nó bắn hoài ta. Ồ, bắn hoài luôn á. Ồ, giờ chắc phải mặc cánh rồi bay qua bên kia rồi các bạn ơi. À không, mình còn một thứ rất là quan trọng nữa nè, là cái đầu của rồng Ender các bạn ơi, quên nữa. À, nhưng mà trước khi lấy cái đầu rồng ấy thì mình sẽ lấy một ít cái gậy này cái đã và để trang trí các bạn ơi. Để coi coi cái này. Ui, ở dưới là Devoid hay sao á, có nên làm liều không ta? Ok, làm liều các bạn ơi, làm liều nha. Đừng có rơi. Hên quá, mình đã lấy được cái đầu rồng rồi. À, giờ mình sẽ cho đầu rồng vào trong rương luôn nha. Cho đầu rồng vào nè. Rồi, đập lại. Đó, mặc cánh và bay qua bên kia thôi. Có cánh rồi đúng không? Bay qua. Pew. Ồ, cái này cũng khá là rộng á. Ồ, giờ mình sẽ khám phá từ dưới lên đi nha các bạn. Chứ khám phá ngay cái thuyền thì hơi kỳ. Rồi, đi từ từ lên thôi. Và tiêu diệt mấy con sucker nha. Để chúng ta có thêm những cái vỏ nha các bạn. Ui, cái này khó đánh gì ta? Vỏ sucker. Trả tôi cái vỏ. Chắc mình phải dùng cái cung rồi. Có vẻ mình áp sát không được rồi các bạn ơi. Bọn chúng cứ bắn ra hoài luôn á. À, bọn chúng còn bắn nhau nữa cơ. Thì tình luôn, bắn mình không bắn mà bắn nhau làm gì không biết nữa.
cầm nè. Ui mình, ôi nhưng mà cái cung mình không có dọc. À cung rơi ra nè. Ô cũng ok lắm các bạn ơi. À, su cơ nè. Ui nhưng mà nếu mình cầm kiếm thì sẽ tốt hơn, tại vì kiếm mình có nhặt bay ra, mình đánh nó sẽ dễ rơi ra những cái vỏ hơn các bạn ơi. À, nhưng mà cái đó trường hợp là mình áp sát được kìa, còn đứng từ xa chắc phải dùng cung thôi để cho an toàn ấy. Với lại cái bộ giáp của mình còn khá là yếu, thành ra cũng nên cân nhắc việc sử dụng kiếm hay là cung á. Rồi giờ mình sẽ trèo lên nè. Ui bắn nữa hả? Ui và ở đây có một vài cái banner này, lần này chắc mình sẽ gom nhiều nhiều nha các bạn. Đợt trước mình lấy có hình như có 4 cái đem về à, khá là ít luôn á. Mình muốn trang trí cổng làng của mình mà còn không dám sử dụng nữa nè. À, thành ra lần này chắc mình sẽ cố gắng mang một ít về nữa nha. Rồi lấy một ít cái gậy nữa. Ui đừng. À cẩn thận nha. À thì ra nấp ấy. Rồi ao. Ui hên quá hên quá, mình khom đầu xuống kịp các bạn ơi, thành ra nấp vô đây được nè. Ui nó tay le nữa kìa. Mấy con này còn có một tuyệt chiêu, đó chính là tay le nha các bạn. Đó, kiểu như là bọn chúng nhắm là đánh không lại ấy, là bọn chúng tự động tay le đi chỗ khác để bảo vệ tính mạng hay sao á. Chơi khôn ghê luôn á. Rồi đặt cái này ra nè. Ui xong rồi. Ờ mà sẵn tiện mình gom mấy cái gậy này cũng được. Đánh nè. Rồi gom gậy đem về. Ui sao nó dùng đâu vậy? À mình quên mặc cái ấy vô. Ui mình quên mặc cái giáp kim cương vào, mình chưa full giáp đấy các bạn ơi. Ui đừng. Ui đi lên. Ui không ổn rồi. Quên. Ủa ở đây có rương luôn nè. Yeah, khỏi cần phải ba cô cũng đi lên trên được các bạn ơi. À, trong cái rủi có cái may. Rồi coi. Wow. Kim cương các bạn ơi. Wow, kim cương luôn á. Ui cẩn thận. À, giờ có kim cương trong tay rồi. Giờ chắc mình sẽ dùng cái cung ấy để tiêu diệt bọn này thôi. À và khi bọn chúng đóng lại thì chúng ta không thể nào bắn chúng được nha. À, thành ra các bạn hãy đợi khi mà nó mở ra ấy, hả bắn. Đó, tiêu diệt bắn cái mũi tên này luôn nè. Đập. Đó, vào dưới nữa. Mở ra hả? Chỉ cần hai mũi tên là mình có thể kết thúc được một con Suker rồi. Đó. Ui vậy cũng trúng nữa. Và con kia mới tay le kìa. À, các bạn bọn chúng tay le ra bên ngoài hết trơn rồi. À, và bây giờ chắc mình sẽ lấy đồ trong rương này trước cái đã. À, để coi. Wow, cái này có bảo vệ con bùn nổ khá là tốt nè. À, được á. Để coi cái mũ coi. Mũ bảo vệ coi lửa và một cái giáp sắt nè. Giáp ngựa sắt các bạn ơi. Độ mềm mại, hiệu sức 3. Không tốt cho lắm nha. Nhưng mà cũng tạm ổn đi. Mình sẽ cắt bớt mấy cái đồ linh tan tinh vào nha. Yay. Ok các bạn ơi, mình đã tìm được một cái cúp sửa chữa rồi. Wow. Vỗ tay. Yay. Yeah, vậy là mình sẽ ép lại với nhau nha để được một cái cúp mềm mại và có sửa chữa luôn. Vậy thì sẽ rất là tốt luôn ấy các bạn ơi. cuối cùng cũng có rồi. Và mình sẽ cắt những cái thứ lặt vặt này vô luôn nè. Sao bao ngày giờ mình cũng đã có một cái dụng cụ ấy, có dòng sửa chữa rồi. Giờ mình sẽ cắt thêm những cái vỏ Suker cũng như là những cái lọ thuốc cắt bớt Enderpear đi. Đó, rồi giờ mình sẽ đập cái rương này nha và đi xuống dưới nhặt thêm mấy cái vỏ Suker các bạn ơi. Hồi nãy mình có đánh một vài con rơi ra vỏ Suker ấy mà mình chưa kịp nhặt kìa, để không thôi một hồi nó despawn là mình lại mất nữa. Ui ba cô cho mấy cái cây này cũng hơi rê ghê sao á. Ui già. À, bên đây còn nè, lấy nhiều đem về luôn các bạn ơi, cái này trang trí cũng rất là đẹp luôn á. Rồi đập cái này ra nè. Rồi để coi. U quá trời cái vỏ Suker nè. Thấy chưa, vừa đi tìm được cái cánh này mà còn được thêm một cây cúp có sửa chữa nữa thì còn gì bằng các bạn ơi. À, bây giờ chắc mình sẽ mặc cái cánh vô đi và mình sẽ bay đi ra ngoài nha. Oh my god. Xém rồi các bạn ơi, xém ngõm rồi. Uống thuốc tốc độ vô coi. Đó, và uống một lọ thuốc rơi chậm luôn. Đó, để bây giờ mình test thử cái lọ thuốc rơi chậm cho các bạn xem nha. Đây mình sẽ. Ôi con mình rơi nè các bạn ơi. Wow, thích ghê á. Để mình coi đây. À, đây còn một vài cái nè. Ui bay lên. Ui. Lúc thì rơi chậm, lúc mình bay thì nó lại nhanh quá các bạn ơi. Nè, rơi chậm cực luôn á. Ồ, rồi, ổn rồi. Giờ mình sẽ lấy mấy cái Enrod này nha, về để trang trí thôi. Ủa, mình bay lên nhìn cũng thích nữa nè. hay nha. Rồi, giờ mình sẽ đi vào bên trong nha các bạn. Đập ra một cái, đặt lại, và để coi. Hồi nãy mình hình như mình đi đường này lên đúng không nhờ.
nó có người chậm cũng khó di chuyển lắm luôn ấy các bạn ơi, chứ không đùa đâu. À đây còn nè, lượm một cái nữa. À, và ở trên đây còn banner đúng không? Mình sẽ bay lên một cái để lượm cái banner nhá. Kiểu như mình thay đổi tốc độ đột ngột quá các bạn ơi, thành ra mình cũng không có điều khiển quen ấy. Ủa giờ mình mình bay chậm cực luôn nè. Rồi 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 xuống, lượm. Ui. No, mình muốn lượm mấy cái banner. À đây. Nãy giờ núp ở đây hả? Ui, đừng. Hơi chậm gì đủ rồi, không cần bay lên đâu. Giờ mình cũng bay được nè các bạn ơi. Ờ, nhưng mà bay chậm cực luôn á. Rồi, ngươi xong rồi, dám trốn ở đây hả? Tưởng trốn đây là yên hả? Mình tìm tới nơi luôn các bạn ơi. Chơi đánh xong rồi chạy. Chơi kỳ quá hả? Rồi, ở đây nè. Ui, mở ra hả? Ui, lại tay le nữa. Ui, tay le đâu rồi? Hình như tay le vô bên trong rồi các bạn ơi. À, tưởng vô trong là thoát hả? Xong ngươi rồi. Rồi, mình sẽ đi vô trong nè. Đâu. Đấy. Ui. Tưởng vô trong là thoát hả? Mở ra nè. Tưởng thoát hả? Rồi, giờ mình sẽ đi lấy cái banner nha. Nãy giờ lui cui nhưng mà chưa lấy được cái banner nào hết trơn á, thiệt tình. Ui. Lại rớt nữa rồi. Thì cái tình luôn á. Nó cứ sao sao các bạn ơi. Lúc thì rơi nhanh, lúc thì rơi chậm, mình kiểu như không điều khiển được ấy. Nhưng mà cũng vui. Rồi, giờ mình sẽ bay ăn vô một cái nè. À mà quên nữa, bây giờ chắc mình sẽ chế tạo một cái một ít cái quả cà rốt vàng đi các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái rương Ender ra nè. Đặt xuống và mình sẽ chế tạo cà rốt vàng ăn cho nó như là lâu đói, chứ bây giờ mình đói nhanh quá mình cũng lười ăn nữa các bạn ơi. Đang cắn má mà ăn hoài à. Để coi coi có bạn chế tạo đem theo không có đã. Ô, các bạn chế tạo mình đâu rồi? Hình như mình để ở ngay cái thuyền hay sao á. Để qua đây mình kiểm tra coi. Ui, giờ mình rơi chậm cực luôn ấy các bạn ơi. Đây, các bạn chế tạo mình đây nè. Rồi, giờ mình sẽ làm những cái quả cà rốt vàng để mình ăn nha. Ui, đây, đâu rồi? Không có hiện công thức à. Rồi, mình được 11 quả nè. Rồi, giờ mình sẽ lấy lại các bạn chế tạo nha. Để có một hồi mình còn chế tạo gì á, mình sẽ lấy luôn. Và ở bên ngoài này mình thấy một con Suker nữa nè. Mình tiêu diệt hết luôn nha các bạn. Đó, xuống đây, vô. Ui, không được rồi, thôi, quay lại chỗ cũ đi. Bay, phiêu. Rồi, đáp xuống đây nè, lấy lại những món đồ nha. Đi một hồi mà quên lấy cái này về là thôi xong luôn á, trắng tay á. Lượm cái này nè. Cái này coi mềm mại đào mới được nha các bạn. Tại vì cái đây là rương Ender ấy, phải có cúp mềm mại thì đào ra mới được. Rồi, lượm cái rương Suker này nè. Giờ mình sẽ để cái quả cà rốt vàng bên đây. Và mình sẽ đi lên lấy cái banner. Quyết tâm lấy được cái banner mới chịu. Yeah, đáp vô được rồi các bạn ơi. Giờ bây giờ mình sẽ đánh những cái quả bóng này nè. Để tránh trường hợp mình bị bay lơ lửng nữa. Mình không thích như vậy đâu. Và cái thuốc thuốc bay của mình hết rồi. Đỡ rồi đó. Ui, rồi gớt rồi. Kệ không sao đâu, cho nó gớt dưới đi các bạn ơi. Một xíu mình xuống. Ui, thiệt tình luôn á. Một xíu mình lụm sao các bạn ơi. Đập ga nè. Đập ga nè. Bên đây hết rồi. Bên đây nữa. Rồi, và ở bên đây. Xong, giờ mình sẽ đi xuống và nhặt lại thôi. Rất là đơn giản luôn. Và nhặt thêm một vài cái Android nữa. Lần này mình gom hơi nhiều đồ luôn á. Tại vì lần trước chủ yếu là mình đi xuống dưới đây ấy, để mình lấy những cái cánh này cũng như cái đầu rồng thôi. Và mục đích lần này mình mới thật sự là đem những cái thứ cần thiết về này. Đó. Để coi coi mình kiểm tra một vòng nữa nha. Xem coi chỗ nào còn mấy cái rương ấy để mình lấy nốt luôn các bạn ơi. Thường thường ở đây còn nhiều rương lắm luôn ấy. Và ở trên đây còn một vài cái banner nữa. Mình sẽ lấy hết luôn. Chắc uống thêm một lọ thuốc rơi chậm nữa đi các bạn ơi. Uống thuốc này khá là thích đấy, nhưng mà hơi khó điều khiển một xíu thôi. Rồi, tập làm quen thôi. Rồi, làm lại. Bay nè. Rồi, bay vô nha. Cái lúc mà mình đi xuống ấy thì nó sẽ rơi cực kỳ chậm luôn. Rồi, đi vô. Đó, được rồi, giờ mình sẽ lấy thêm một vài cái Android nha. Để coi. Nãy giờ mình lấy được 40 mấy cái rồi các bạn ơi. Tao hồ mà về trang trí luôn á. Lấy thêm một vài cái banner nữa nè. Lấm, ui kệ, để cho nó rớt dưới đi. Một xíu mình nhặt một thể luôn nha. Đập ra nè.
đập ra nè và ở bên đây nữa. Yeah. Rồi, lần này về cái cổng làng mình chắc chắn sẽ gắn thêm được mấy cái banner này rồi, tại vì ở nhà mình đây mình chỉ mới gắn tạm có hai cái ở phía trước thôi. Tại vì mình có ít cái banner lắm luôn các bạn ơi. Rồi, lấy thêm một vài cái này nè. Và có một con Suker đang bắn mình này. Ui, thì ra nó núp ở ngoài này các bạn ơi. Núp hả? Núp hả? Núp hả? Núp nè. Rồi, được thêm một cái vỏ nữa. Đánh cái quả bóng này coi. Ở phía dưới vẫn còn hay sao á. Coi trong đây có rương không. Ui. Ui con này rồi xong luôn. Ui. Lấy cái cung ra. Cung mở ra hả. Ui tay le nữa rồi. Ui sao mấy tên này toàn tay le khó chịu vậy ta. Tè le hả. Mình cũng có thể dùng cung ấy để bắn những quả cầu này các bạn ơi. Nhưng mà nó hơi khó trúng một xíu thôi. Đấy, giờ mình có thuốc ra chậm nè. Không sợ đâu. Rồi giờ mình sẽ đi xuống lại và trả thù cái con này mới được. Chơi đánh mà chạy ha, đánh mà chạy. Ui, đừng. Ui. Tưởng bay là ha, không thể đánh người ha. Mở ra nè. Ui. Ui đóng nhanh vậy. Mở ra liền. Còn nhá nhá mình nữa. Nhá nè, dám nhá lọc hả? Rồi ok, mình đã tiêu diệt được con Suker này rồi. Giờ mình sẽ tìm thêm những cái thường thường mấy cái chỗ mà rộng rộng như vậy thì mới có rương thôi các bạn ơi. Nhưng mà không biết cái này mình đi chưa nữa. Đánh nốt cái con Suker này trước cái đã. À vậy là còn một con Suker phía dưới nữa kìa. Nó nấp rồi. Ui chơi mà nấp hả. Nấp. Ui rồi luôn gớ mất tiêu rồi. Đó các bạn thấy nó nấp chưa. Nó chơi kỳ luôn, chơi mà nấp cả. Nấp vậy sao mà mình thấy được. Rồi giờ mình sẽ dùng cung để bắn cái tên kia thôi. Đó. Bắn người nè. Dám nấp mà. Ui xem chúng. Dám nấp. Ui. Mở ra. Bắn hụt nữa rồi. À, dám núp hả? Tưởng núp là sống hả? Không phải đâu. Rồi bây giờ mình sẽ bay lên chỗ hồi nãy nha. Mình hy vọng chỗ đó là chỗ cuối cùng có rương nha các bạn ơi. Tại vì NCT thì số rương nó có hạn ngay. Thường thường những chỗ rộng như vậy thì mới có rương thôi. Và bên kia còn cái rương Ender nữa kìa. Được nha, mình sẽ quăng bển để lấy thêm một cái rương Ender nha các bạn. Để coi đây có rương không cái đã. Có rương nè. À cái chiếc rương này nãy mình mới lấy. Rồi qua bên đây coi. Cái rương Ender nãy mới thấy đâu ta. Bên đây. Rồi đi lên thôi. Ui. No. Yeah xong rồi. Ui. Vẫn còn. Ui trên đây đông cực các bạn ơi. Nhưng mà giờ ui mình phải mặc giáp kim cương vô đã. Quên. Nãy giờ quên mặc giáp kim cương. Hèn gì bọn chúng đánh đâu quá trời luôn ấy. Mở ra hả. Bình thường mình đánh tốn có một máu thôi các bạn ơi. Rồi giờ tay le mất tiêu luôn rồi. Chơi kỳ ghê luôn á. Toàn tay le không à. Mở ra. Tay le mà không ra ngoài là xong rồi. Để coi. Wow một cái quần kim cương nữa nè. Tính ra ở đây nhiều quần kim cương lắm luôn ấy các bạn ơi. Ở đây có một con nữa nè. Dám nấp nè. Nấp hả. Nấp. Ui nó đóng cái bỏ lại. Bắn không nhận sát thương luôn kìa. Nấp. Ui. Mình bắn cái đống mũi tên luôn mà không mũi nào trúng hết trơn ấy. Giờ đập chém một cái là ngỡm liền. Tại vì kiếm mình khá là mạnh đấy các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ lấy đồ trong cái rương đó nha. Chắc mình nghĩ là hết rương rồi đó các bạn ơi. Tại vì nãy giờ mình đi vòng vòng là nó đã bị trùng lại rồi đấy. Cái coi. Oh my gosh. Hai món sửa chữa luôn các bạn ơi. Một cái quần sửa chữa nữa nè. Ôi vậy là tổng cộng lần này mình có tới tặng hai món sửa chữa rồi. Và cái này thì cũng tạm ổn đi. Mình đem về chơi thôi các bạn ơi. Chứ không có dùng được đâu. Tại vì nó có cái dòng lời nguyền ấy. Mình sẽ cho cái mình lấy luôn cái rương không ta. Chưa tạm thời mình lấy cái rương bình thường này ra cái đã. Để mình cho mấy cái món đồ này vào trước các bạn ơi. Đó được hai món đồ sửa chữa luôn. Thích thực sự các bạn ơi. Rồi cắt bớt vàng này. Và mình sẽ lấy cái rương Ender nha. Rồi cho vào cái Suker Box này luôn. Có vẻ mình đã khám phá xong cái NCT này rồi các bạn ơi. Chỉ còn những cái Android này cũng như là một vài cái banner thôi. Nhưng mà mình nghĩ như đây cũng khá là đủ rồi. Chắc bây giờ mình sẽ dùng cái cánh này để bay về nhà nha. Còn nếu không đủ thì mình sẽ xây tour thêm cái cánh hồi nãy mình mới nhặt được nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nha.
Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có một chuyến khám phá NCT và mang về được hai món đồ của dòng sửa chữa nha các bạn, là một cây cúp kim cương này và một cái quần kim cương luôn. Ở ngoài ra mình đã có thêm một cái cánh cứng, một cái đầu rồng và một ít cái vỏ su cơ, cũng như là có thêm 3 viên kim cương một và một ít đồ linh tinh khác. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được một cái nút play YouTube này, trang trí ở xung quanh một xíu, chế tạo cái lọ thuốc rơi chậm rất là buồn cười luôn và đi khám phá NCT rồi. Và trong thời gian sắp tới, nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm những gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.